Phức cảm thượng đẳng hay còn gọi là phức cảm ưu việt được từ điển tâm lý học của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ định nghĩa như thế này. Phức cảm thượng đẳng là ý nghĩa phóng đại của một người về khả năng và thành tích cá nhân xuất phát từ cảm giác tự ti quá lớn. Nói ngắn gọn hơn thì đây là cảm giác tôi tốt hơn tất cả mọi người. Vậy tại sao lại gọi là một cơn flex? Lý do chính là nguyên nhân của chính nó. Một người có phức cảm thượng đẳng, chớ trêu thay lại luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Cảm giác tự ti ấy nằm ở phía sâu xa trong tâm trí của một người, nên dễ dàng được bao bọc bởi sự thượng đẳng, bởi suy nghĩ rằng họ tốt hơn những người khác. Những người có phức cảm này thường không phân biệt được giữa lý tưởng của bản thân và cách nhìn nhận bản thân. Có nghĩa là họ luôn luôn lẫn lộn giữa những gì mà họ muốn trở thành với những bản chất thực sự mà họ đang có. Nó không hẳn là tỏ ra mình giỏi hơn người khác, mà còn thực sự tin vào điều đó. Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích cho phức cảm thượng đẳng, bao gồm cả nguyên nhân dễ suy luận được và nguyên nhân được quan sát bởi nghiên cứu. Nhà tâm bệnh học phát triển Christine Valentino, người chuyên nghiên cứu về trẻ em bị ngược đãi hoặc bị thờ ơ từ thuở niên thiếu, và một số nhà nghiên cứu khác đã phát hiện ra một khoảng cách giữa sự tự ti biểu lộ ra ngoài và cách nhìn nhận và đánh giá bản thân của các em nhỏ. Ví dụ, những em nhỏ bị ngược đãi đánh giá quá cao mức độ yêu thích của chúng từ những em nhỏ khác và năng lực của bản thân. Cùng lúc đó, các em bị ngược đãi lại có phản ứng tiêu cực với hình ảnh của chính mình trong gương. Hơn thế nữa, giáo sư Valentino cùng đồng nghiệp của mình cũng phát hiện thấy những trẻ em bị bố mẹ thờ ơ khi được khuyến khích nghĩ về bản thân chính là những em có suy nghĩ tiêu cực nhất về chính mình sau những thí nghiệm về ký ức vô thức, hơn hẳn so với những em mà không bị ngược đãi. Thế nên là lần tới nếu như thấy ai đang tỏ ra thượng đẳng, làm cho bạn cảm thấy mình ngu ngốc và kém hấp dẫn, thì có lẽ bạn nên bắt đầu nghĩ tới mặt tiêu cực mà họ đang che giấu, phải không? Tất cả mọi người đều có ý thức được rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai ai cũng đều muốn chứng tỏ bản thân mình. Ai ai cũng đang chứng kiến những người bạn hoặc thậm chí là những người nào đó mà ta không hề biết đang trở nên nổi tiếng hoặc là đang rất thành công trong chính lĩnh vực mà ta theo đuổi. Không hề quá lời khi mà nói xã hội hay trực tiếp là mạng xã hội cùng với truyền thông đã đặt lên vai của mỗi người một gánh nặng về việc là họ nên và phải mặc gì, cư xử như thế nào, và họ nên xuất chúng ra sao, khéo léo như thế nào thì mới có thể tồn tại. Cạnh tranh lành mạnh hay đôi khi là sự không hài lòng sẽ có tác động tốt tới chúng ta. Nhưng nếu những thay đổi trong môi trường sống này làm cho chúng ta cảm thấy stress hay phát triển những bệnh về tâm lý thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chính vì lẽ đó, phức cảm thượng đẳng hoạt động như một cơ chế tự phòng vệ khi một người cảm thấy thượng đẳng hoặc che giấu đi cảm xúc tự ti của chính mình. Adler đã từng nói, mỗi con người chúng ta sẽ đều cảm thấy tự ti vào một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời của mình. Thực ra đây là một điều tốt. Khi cảm giác tự ti thì chúng ta sẽ có động lực nhiều hơn để cố gắng trở nên xuất chúng hơn và để đạt được mục tiêu của chính mình. Nói đơn giản hơn thì nó là một lực đẩy, một động lực dẫn dắt ta đằng sau nhu cầu trở nên xuất chúng. Đôi khi con người ta không thể theo kịp những tiêu chuẩn thay đổi liên tục từng phút từng giây trong thời đại mới, và họ cuối cùng rơi vào hai trạng thái: phức cảm tự ti, thiếu lòng tự trọng và phức cảm thượng đẳng, một cảm giác quá phóng đại về tầm quan trọng của bản thân. Về các triệu chứng thì cũng có khá khá đấy. Thứ nhất là viện cớ. Người đó thường có xu hướng là đổ lỗi lên người khác hoặc là những tác nhân bên ngoài cho những khuyết điểm của họ và luôn xoay quanh những lý do bao biện cho thất bại của họ. Triệu chứng thứ hai là hung hăng. Với những người có phức cảm này, họ luôn luôn có một nhu cầu rất cao được nhìn nhận như cách mà họ nhìn nhận bản thân họ. Thế nên điều này thường được thể hiện bằng một thái độ hung hăng, đôi khi là thô lỗ, gây tổn thương và thậm chí là bạo lực. Họ thường hay buộc tội, suy bụng ta ra bụng người và giảm tầm quan trọng của mọi thứ. Triệu chứng thứ ba là tự tách biệt. Tự tách biệt ở đây không phải là tách biệt với mọi người, mà chính là vấn đề giữa cái tôi và lòng tự trọng của người đó, sự tự ti ẩn sâu bên trong. Họ thường lảng tránh hoặc kìm nén vấn đề này và chọn cho mình một hình ảnh vừa vặn với họ nhất mà họ muốn người khác nhìn thấy. Triệu chứng thứ tư là lo âu. Những người này thường lo âu và họ luôn phải đấu tranh giữa cái bản sắc cá nhân của họ và hình ảnh họ tự đặt ra. Triệu chứng thứ năm là phủ nhận. Họ luôn luôn phủ nhận những đấu tranh nội tâm của chính mình và tự hạn chế khả năng của bản thân để tránh phải đương đầu với những chủ đề hoặc tình huống đụng chạm tới việc này. Triệu chứng thứ 6 là kiểm soát bản thân quá mức.
họ kiểm soát bản thân tới mức tiêu cực, bao gồm cả kiểm soát cảm xúc và hành vi để tránh lộ rõ bản chất với người khác. Triệu chứng thứ 7 là khẳng định mình đúng một cách độc đoán. Tôi luôn đúng và bạn sai. Họ không đồng tình với quan điểm của ai và sẽ thường không tôn trọng đối phương nếu như người đó không đồng tình với họ. Triệu chứng thứ 8 là thái độ nhập nhằng. Khi sự thiếu hiểu biết và thiếu kỹ năng của họ bị lộ tẩy, họ thường tỏ ra nhập nhằng và không rõ ràng để lảng tránh. Thứ 9 là tự hợp lý hóa. Khi đối mặt với thất bại, họ tự thuyết phục bản thân rằng mục tiêu đó cũng chẳng quan trọng gì, hay là kết quả ấy cũng có cái hay, và rồi từ đó tiếp tục hành động sai. Và cuối cùng là thay đổi tâm trạng đột ngột. Họ luôn luôn phải đương đầu với bản thân, có quá nhiều đối lập giữa hình tượng mà họ muốn trở thành và bản chất thực sự của họ. Vậy thì những hướng giải quyết như thế nào? Thứ nhất, trị liệu tâm lý, tất nhiên rồi. Còn cách thứ hai, họ phải được khuyến khích bày tỏ cảm xúc thực sự mà không bị kích động. Phương pháp thứ ba là phương pháp nghịch lý. Phương pháp này thì chính bạn sẽ hồi đáp hoặc hành xử cùng một kiểu với người đó để họ nhận ra rằng họ đang tự phóng chiếu bản thân như thế nào. Phương pháp thứ tư là trực tiếp nói thẳng với họ. Đôi khi điều này thì hơi khó khăn một chút, nhưng sau một thời gian nó sẽ có tác dụng. Phương pháp thứ năm là hoàn toàn phớt lờ hoặc tỏ ra không chịu ảnh hưởng từ họ. Cách này buộc họ phải xem xét lại hành động của mình. Phương pháp thứ sáu là dùng tên của chính họ một cách có chủ đích để họ nhận ra rằng họ đang chịu trách nhiệm hoàn toàn với ngôn từ và hành động của bản thân. Và cuối cùng là phương pháp thứ bảy, thẳng thắn và quyết đoán khi đối xử với họ, nhưng cùng lúc đó lại kiên nhẫn và hiểu rằng hành vi này là kết quả của một thói quen từ lâu và không thể sửa được trong một thời gian ngắn. Chúng ta đều có những lúc nhìn nhận sai về bản thân mình. Việc chấp nhận mình sai hay thừa nhận mình còn quá nhiều thứ để cải thiện mỗi ngày có thể rất khó khăn, nhất là trong thời gian khi chúng ta dần trở thành người lớn. Việc chấp nhận mình có tổn thương hay là có lỗi lầm là hoàn toàn bình thường và là điều đáng được hoan nghênh. Điều đó không có nghĩa là ta mất mặt, hay cũng chẳng có nghĩa là tất cả những gì mà ta xây dựng trước đó đều đổ sông đổ bể. Cho dù tỏ ra thượng đẳng hay không, mỗi người đều luôn đáng được tôn trọng và xứng đáng nhận được sự kiên nhẫn của chính bản thân mình để có thể cải thiện nó. Cuộc sống chính là luôn phát triển, và để trở thành một người phát triển hơn, ta phải có những bước nhận lỗi và sửa sai. Đó là một phần của sự trưởng thành trong tâm hồn thực sự. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nữa nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.